càng an toàn càng tốt nhờ các giải pháp công nghệ độc đáo. Hiệu quả của chúng được xác nhận bằng các kết quả thử nghiệm. Cầu vượt đường sắt loại bỏ tai nạn và va chạm với người hoặc động vật. Nó có khả năng chống lại các cuộc tấn công khủng bố, hành động phá hoại và thiên tai. Xe được trang bị hệ thống chống trật bánh. Nó an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn nhất. Tổ hợp giao thông và cơ sở hạ tầng vận hành bằng hệ thống điều khiển tự động. Yếu tố con người bị loại trừ, trong khi toàn quyền kiểm soát tốc độ và tuyến đường được cung cấp. Vận tải nhận chứng nhận an toàn từ TÜV SW. Một số phương án sơ tán đã được phát triển cho các trường hợp ngoại lệ. Sự an toàn của họ được xác nhận bởi một chu kỳ thử nghiệm. Cách sơ tán chính là kéo theo một ấp bắt khác. Đây là lựa chọn đơn giản và thoải mái nhất. Các phương pháp cho các tình huống có thể xảy ra từ xa cũng đã và đang phát triển. Nếu tàu không được kéo, bạn có thể tự rời cabin. Bạn sẽ được sử dụng một thiết bị cứu hộ là một dạng sợi dây đặc biệt. Nếu loại trừ phương án này thì có thể được sử dụng đệm hơi cứu hộ. Tuy chọn này là nhảy xuống một khối giải cứu đặc biệt, gọi là đệm hình. Tất cả các biện pháp này đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Vận chuyển của Unity Searching Technology Inc. sẵn sàng cho mọi tình huống.